ngày 5 tháng 8 liên quan tới vụ sạt lở đất đá vùi lấp nhiều ô tô ở khu vực Hồ Ban Tiện thuộc thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn phải theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố thiên tai, chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho dân cư tại các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn. Đặc biệt cần rút kinh nghiệm trong công tác tổng hợp thông tin báo cáo, chủ động báo cáo kịp thời đầy đủ về tình hình diễn biến thiên tai và công tác ứng phó. Trong khi đó, ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn có công điện khẩn, yêu cầu các địa phương trên địa bàn huyện Sóc Sơn phải ứng trực 100% quân số, theo dõi sát diễn biến thời tiết. Khi phát hiện ra các bất thường cần thông báo ngay đến lực lượng chức năng, nhất là những thôn xã có hệ thống đê điều, cần tuần tra thường xuyên tăng cường lực lượng ứng trực. Đặc biệt từ sự cố sạt lở ở thôn Phú Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn yêu cầu các xã thị trấn có rừng cần kiểm tra, lập danh mục các vị trí xung yếu có nguy cơ úng ngập, sạt trượt, xói lở, kịp thời xử lý sự cố theo phương châm 4 tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại.